Anh Văn sao lại ngồi góc đấy anh Văn? Ra vườn đào em lại sang đồng mía, anh lên rừng quê em lại đến nương dâu, anh đi tìm em ở phương nào, anh thăm vườn dừa dừa sum xuê trái, đưa tay anh hái những hoa đợi chờ được. Cảm ơn hai giọng ca của anh Sơn. Và giờ đây xin được mời chúng ta cùng nhau đến với một tiết mục nhảy đến